vị muốn xem tin tức vào bất kể giờ giấc nào, tương tự như CNN. Những sự kiện diễn ra trên toàn cầu, toàn cõi Hoa Kỳ. Những chương trình tin tức với chủ đề chính trị, xã hội, đời sống Việt Nam từ thành đến tỉnh, và đặc biệt là những sự kiện liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại. VNews, đài truyền hình chuyên về tin tức. Đây là đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất phát hình 24 giờ đồng hồ liên tục trong ngày, với những chương trình tin tức nóng bỏng, những chủ đề bình luận sắc bén và hấp dẫn. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Xem hơn 7 đài truyền hình Việt ngữ theo từng đài riêng biệt khác nhau. Đài chuyên về tin tức VNews, tin tức liên tục cập nhật trên toàn cầu, và đặc biệt là những tin tức liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại. Đài chuyên về phim truyện VMAX, trình chiếu liên tục các thể loại phim được nhiều khán giả yêu thích như Đại Hàn, Đài Loan, Việt Nam. Đài chuyên về âm nhạc Việt MTV, thưởng thức các thể loại âm nhạc mới, hấp dẫn theo nhiều chủ đề khác nhau. Đài truyền hình Việt TV Nationwide, xem nhiều chương trình phong phú trên hệ thống đài truyền hình Việt TV. Đài truyền hình Việt ngữ địa phương miễn phí có tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ. Đài truyền hình S Channel, thưởng thức những chương trình đặc sắc và các chương trình giải trí khác. Giả đang theo dõi chương trình tin tức của đài truyền hình Việt Face TV. Ngay sau đây là phần tin khoa học kỹ thuật. Bản tin tiếp nối cho biết là nhà thiết kế xây cầu thang xoắn để bước lên ngọn cây. Leo cây có thể sẽ chỉ còn là những kỷ niệm thời thơ ấu. Sống ở trên đời, muốn được người ta tôn trọng thì trước hết phải khiến người ta sợ hãi. Huynh đệ, tôi và cậu phải có một người đi vào hang cọp mới nổi ứng ngoại hợp được. Loạn lạc, một ngày nào đó nơi này không còn bàn phái, chỉ có công bằng cán. Mối thù này tôi sẽ báo giúp ngài. Sao đây, Cương Bá Long Hành? Chúc mừng bá chủ dân môn tứ kiệt. Ta muốn mọi người biết bên tàu bây giờ là thiên hạ của ai, ai mới là chủ của nơi này. Một chiến binh, cậu muốn tiếp tục nhưng ta đã chán ghét rồi. Sẽ vùng lên tôi, Hoàng Phi Hồng, kiếp này sẽ không quên giấc mộng của chúng ta. Tự cương, giết người không dễ như vậy đâu. Toàn thân ta trên dưới đều có mắt. Trong bàn của ta có nỗi gian của các ngươi. Nói, các người còn muốn hỏi? Có người âm thầm khiêu chiến ta, muốn hất đổ cái cây lớn bàn hắc ố này. Hứa với mùi phải bình an. Hãy tin ta, sẽ kết thúc nhanh thôi. Điều này sẽ tốt cho cả hai, đâu chỉ riêng ai. Sẽ tốt cho cả hai nếu như ngày mai. Nếu ta chọn dừng lại tất cả, những ngày sau là nỗi xót xa. Điều này sẽ tốt cho cả hai, đâu chỉ riêng ai. Sẽ tốt cho cả hai cũng sẽ nhạt phai. Chắc bây giờ chẳng thể níu kéo, phải không nghe? Thrown himself in the way of a few shots. Oscar. Still Oscar. Trying to invent something.